siêu thị thiết bị vệ sinh kim Trúc Tiến. Và hôm nay thì Vân sẽ giới thiệu đến mọi người lavabo đặt âm vàng có mã số là L22983 của thiết bị vệ sinh Vinac. Thì các bạn có thể thấy thì bên cạnh Vân đây là lavabo đặt âm vàng. Thì lavabo đặt âm vàng thì có nghĩa là cái phần này thì đây mọi người có thể thấy sẽ đặt âm tiếng vàng luôn. Thì có nghĩa mặt đá sẽ rất là trơn láng và khi mà chúng ta vệ sinh cũng rất là dễ dàng, không hề có một đường mũi nào. Và cách lắp đặt lavabo này thì cũng khá là đơn giản, khi mà thiết bị vệ sinh Vinac thì cũng có chuẩn bị cho chúng ta. Đây một cái bảng cách thì chúng ta có thể là sử dụng cái này và cách theo cái hướng dẫn sử dụng là có thể sử dụng được. Đây mọi người có thể thấy thì lavabo này được sử dụng lớp men rất là đẹp và sáng. Thì đây là lớp men được tráng một lớp rất là khó bám bẩn, hạn chế bám bẩn. Và nếu như mọi người muốn sử dụng chống bám bẩn thì có thể chọn loại L22983. Thì men sứ ở đây mọi người thấy rất là đẹp và bóng. Thì bên cạnh ở đây thì sẽ có một cái lỗ xả để mà chúng ta xả xuống sẽ vô tường, và ở đây thì sẽ có một cái lỗ thoát tràn. Thì đối với những cái vòi cái lavabo đặt âm như thế này thì chúng ta nên sử dụng vòi chậu gỗ cao như là loại V8002 hoặc 8000F. Và tiếp theo nữa thì mọi người có thể thấy đây, kích thước của nó thì giống hơi do hơi cao cao giống hình chữ nhật, thì Vân sẽ đặt cho mọi người xem. Ở đây thì chiều rộng là 55cm và chiều từ tường ra là 39cm. Thì đối với lavabo đặt âm vàng này thì chúng ta có thể là sử dụng cho những cái phòng tắm có kích thước vừa hoặc lớn thì sẽ phù hợp hơn. Và để có thể